Rồi, chào các bạn ha. Hôm nay sẽ là một cái chủ đề mới rất là hay. Và nó là một cái thứ rất là quan trọng. Nó là bộ xếp dây của máy ngang. Bộ xếp dây của máy ngang á, nó rất là hay bị lỗi. Nó lỗi cái gì? Thường là do nó sẽ bị ngưng lại, nó không chạy. Nó đứng lại một bên, nó không chạy. Hoặc là nó gãy lưỡi gà, hay là nó mòn lưỡi gà, hoặc là nó mòn con sâu ha. Con sâu là cái này, lưỡi gà là cái phần trong này. Như vậy thì nhất là những con như Bass One rồi Curado hay bị, mà anh em hay chọn cách là cứ thay lưỡi gà. Vậy thì thay lưỡi gà nó có tác dụng hiệu quả không? Không nha. Cái lý do là như vậy nè. Cái lý do là sau một thời gian sử dụng thì chắc chắn nó sẽ có dị vật lọt vào, nó sẽ khô mở. Khô mở và có dị vật lọt vào rồi thì cái lưỡi gà này nó sẽ bị trượt, hoặc nó bị rít, nó không quay được, hoặc nó bị rơ do nó mòn. Nó mòn ở một cái mức độ nào đó thôi, không đến nỗi là mòn mà tới mức mà phải thay lưỡi gà. Vậy thì cách để sửa chữa là làm cái gì ha? Cách để sửa chữa là bạn có thể chêm thêm lông đờn vào đây. Nếu mà nó lật thì bạn chêm lông đờn vào đây. Nếu mà nó không xếp, nó bị đứng, tới đường nó đang đi như thế này mà nó đứng lại ở đây nhiều quá, hoặc là đứng lại ở đây nhiều quá mà nó không đi tiếp nữa, thì có thể là nó bị mòn. Và mòn đó bạn có thể chêm. Rồi, mình sẽ chỉ các bạn cách chêm ha. Nhưng mà trước tiên là phải mở được cái này ra. Mở cái này ra thì bạn có hai cách. Một là bạn dùng tay không như mình, vặn mạnh là nó sẽ ra ha. Trường hợp mà nó kẹt, thì bạn có thể dùng một cái vít, vít sửa xe nè. Cái đầu nó bằng với cái đầu của cái này, và bạn xoay nhẹ là nó ra rồi nhé. Nhớ là xoay ngược chiều kim đồng hồ. Nhiều bạn vặn thuận chiều kim đồng hồ mà ráng vặn mạnh là nó gãy ngang luôn. Nó gãy ngang cái này luôn. Cái nắp này bằng nhựa và nó hàn vô thôi. Vặn mạnh quá là nó gãy ngang luôn nhé. Rồi, mình sẽ mở, mình sẽ lấy ngón tay mình giữ lại cái bộ xếp dây và mình mở nó ra. Ở trong này nó sẽ có hai hoặc một cái lông đờn. Thì bạn chêm lông đờn rất là dễ. Bạn thấy ở đây nó có lông đờn nè. Còn nếu như mà nó thiếu lông đờn thì sao? Bạn thấy nó sẽ không có hoạt động được ha. Cái lưỡi gà bị lỏng ra thì sao? Thí dụ trường hợp mình mô phỏng cái lưỡi gà bị lỏng ra nè. Đó, bạn quay. Đó, thấy không? Bạn thấy nó đứng một chỗ không? Là do nó bị sao? Bị lỏng. Nha, nó bị lỏng lưỡi gà. Mà khi mà nếu mà máy bạn trong tình trạng mới á, cái lưỡi gà này nó sẽ luôn là chạy vô. Nhưng nếu mà máy bạn bị khô quá, không bảo dưỡng thì sao? Nhiều khi là nó bị rơ rồi, nó chạy ra ngoài chút xíu. Nó chạy ra ngoài chút xíu xong nó kẹt ở ngoài đó luôn. Nó không vô lại được nữa. Thì nó sẽ gây ra tình trạng gọi là xếp dây không đều. Ha? Rồi. Cách chêm lông đờn là sao? Bạn nhìn kỹ nè, bạn thấy giữa cái lưỡi gà khi mà nó đã vô trong cùng rồi. Nó đã vô trong cùng rồi thì nó sẽ cách với lại cái miệng của cái hốc lưỡi gà này một khoảng. Thì nhiệm vụ của bạn là fill lại, fill up nó vô, là bạn làm đầy cái đó bằng lông đờn. Ha? Bạn làm đầy chỗ đó bằng lông đờn. Và nó bằng mặt là được, nó bằng với cái mặt này là đủ rồi. Rồi sau đó bạn đưa cái nắp chụp lưỡi gà vào. Bạn vặn lại. Vặn bằng tay tới khi nào cảm thấy cứng thì được là ngưng, không cần vặn quá chặt. Và tuyệt đối là không dùng vít để vặn vào. Bạn dùng vít bạn vặn vào là nó sẽ hư luôn nha, nó sẽ dễ gãy cái đầu này lắm. Vì lố lực là nó gãy nha. Rồi trong trường hợp mà bạn không có cái lông đờn thì sao? Thì mình là thợ thì mình còn có lông đờn để chêm. Nhưng bạn không phải là thợ thì bạn lấy lông đờn nó đâu ra? Bạn có thể dùng chì lá hoặc là miếng nhựa nào đó, miễn là nó bằng với cái này. Thí dụ ở đây mình cắt hai miếng nhựa sẵn nè, mình chêm vào, miễn là nó bằng với cái lỗ này, bạn đắp nó vào rồi bạn bạn nắp lại là được ha. Như mình nói đó, miễn là nó chêm khoảng cách cho bạn là được. Có thể thẩm mỹ nó không đẹp nhưng nó có hiệu quả, nó thực sự hoạt động là bạn có thể xài được. Riêng cái chỗ này bạn có thể dùng như vậy được, còn những chỗ khác làm ơn đừng dùng vậy nha. Rồi, còn trong trường hợp mà cái nắp này nó gãy làm sao? Thì đối với Shimano nha, mình sẽ chỉ bạn cái mẹo. Nhưng mà với điều kiện là bạn phải nhặt được cái phần gãy ha. Rồi, đơn giản như thế này. Đó là bạn chích keo thôi. Nhưng mà nhớ nè, bạn phải lắp lại cái nắp này vào cái khung này, phải đúng cái khớp của nó. Rồi sau đó bạn cố định nó. Rồi bạn dùng băng keo dính, băng keo giấy á, cái loại này nè. Bạn cắt ra, xong bạn quấn một vòng, hai vòng gì đó cho nó chắc ha. Rồi bạn khoan chích keo ở đây nha. Bạn lật cái này lên nè. Sau khi bạn đã quấn lại rồi thì cái này nó dính vô cái đây rồi, là dính tạm thôi nha. Thì bạn lật lên, bạn đổ keo dán sắt vào đây. Được chưa? Bạn đổ keo dán sắt vào trong này. Để chi nó lắp lại cái khe hở ở trong này. Rồi sau đó đó, bạn dùng cái sợi bông của tăm bông này nè. Sợi bông của tăm bông lấy tay á. Bạn xé ra, bạn chêm, bạn nhét vào những cái kẽ. Và bạn dùng cái nhíp này nè, bạn
chấm 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 đó, thì nó có tác dụng là nó giống như cái khung xương và nó giữ cho cái keo này nó chắc hơn, và cái nắp này với là cái khung này nó bám tốt hơn. Rồi sau đó bạn quay ra đây nè, bạn mới chích keo dán sắt lên trên cái khu vực bên ngoài này là để cho cái băng keo giấy này nó khô lại thành keo, thành nhựa luôn. Và như vậy thì cái nắp này bạn có thể xài thêm 1 năm 2 năm là khỏe re, không có sợ nước gì luôn đó ha. Và phủ keo nhiều lên chút, đổ keo dán sắt nhiều lên chút là ok nhé. Đấy, ở đây thì mình làm cho khách rồi ha, mình đã làm cho khách phục hồi lại cái này, nhưng mà mình vẫn bán cho khách thêm một cái để sửa cua nữa nha. Đó là hai cách, một là cách để bạn chêm lông đền cho cái này, nhưng mà nhớ trước khi chêm lông đền vô trong này á, hoặc là chêm cho cái này nó dày lên á, thì bạn phải vệ sinh và bảo dưỡng toàn bộ cái này lại, chai dầu mở lại, và nhớ vị trí này chỉ có chai mở thôi, không được chai dầu nha, rồi mới chêm. Và nếu cái nắp này gãy thì dán là bạn có thể cứu được cái bộ xếp dây của bạn rồi, với cái giá quanh quẩn đâu đó khoảng 5.000 cho một chai keo ha. Và nhớ những cái vật liệu mà bạn dùng để chêm ở trong này á, thì nó là những vật liệu nó không thấm nước và nó không ngấm nước là được ha. Rồi, đơn giản nhé.